ta lại đón tiếp những em học sinh, được không? Được không? Chia tay ngôi trường tiểu học Tiến Thị Khai, giám đốc của thành phố em học sinh mời. Lúc giao cô lấy tiền để chơi những gì giáo viên. Yeah.
trân trọng giới thiệu đại diện cho ban chấp hành hội cha mẹ học sinh của trường cũng có mặt hôm nay. Ngày 13 tháng 9 năm 1958, Bác Hồ có bài nói quan trọng về nhiệm vụ của những người thầy giáo và với sự nghiệp giáo dục đào tạo. Bác căn dặn thực hiện lời di chúc của người đảng nhà nước, cố gắng triển khai đồng bộ các giải pháp để tiếp tục đổi mới tinh thần, phẩm chất, năng lực của người lãnh đạo khu vực và quốc tế đạt kết quả cao. Tiếp tục trong không khí vui tươi phấn khởi của ngày khai trường ngày 5 tháng 9 2016, một trời đỏ bước vào bậc trung học cơ sở tại mái trường thị trấn Tam Quan. Chúc các em lần thứ 12 và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp tiến tới bầu cử quốc hội khóa 14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam những chuyển biến mới, các cấp hấp dẫn hơn, lôi cuốn hơn của thầy cô giáo, học sinh đạt trường tiên tiến cấp huyện. Kính thưa quý vị, một năm học nữa lại bắt đầu, khó khăn thách thức không ít đang ở phía trước, đòi hỏi tất cả chúng ta bền. Vượt khó của cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn trường với sự quan tâm của địa phương, các cấp, các ngành, thầy và trò, nhà trường hiếu quyết. Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, thầy Hà Hồng Phong, phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường, trưởng ban tổ chức của trường trung học cơ sở Tam Quan. Thì trong cái năm học 2000 nữa, một, chấp hành nghiêm các quy định của ban tổ chức giải, điều lệ thi đấu; 2, điều hành giải đúng luật thi đấu hiện hành; 3, điều hành giải với tinh thần công minh, trong sáng, vô tư và trung thực. Xin thề. Động viên bạn động viên trường lớp tiếng Anh 3, em xin phép đại diện lớp cho đồng thể. Và để chúng ta cho tràng vỗ tay. Quay.